Xin chào các bạn. Trong các video trước, mình đã chia sẻ với các bạn về các thực thể thuộc cụm Trường Sa, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Video hôm nay mình sẽ chia sẻ về một thực thể thuộc cụm An Bang. Cụm An Bang hay còn gọi là cụm Thám Hiểm là một tập hợp các thực thể địa lý ở phía nam của quần đảo Trường Sa. Cụm này không có đảo san hô nào ngoài một cồn cát nổi bật là An Bang và người ta hay gọi là đảo An Bang. Nhìn chung thực thể địa lý của cụm này tạo thành vòng cung lớn với phần lõm hướng về phía đông nam, trải dài từ đá Sắc Lốt qua đá Công Đo đến bãi Chân Khuyết gần sát với Philippines. Một máng biển ngăn cách vòng cung này với thềm lục địa của đảo Borneo. Đảo An Bang vốn được mệnh danh là cô gái đẹp khó tiếp cận nhất trong số các đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Bởi vì đảo quanh năm sóng vỗ dữ dội, những thuyền lớn không thể cập bờ. Để có thể vào đảo, phải dùng xuồng nhỏ bơi trên những con sóng cao vài mét. Việc cập bến vào An Bang không dành cho người yếu tim. Mà kênh cảm ơn mọi người đã thích và ủng hộ kênh rất nhiều trong thời gian qua. Mình cũng biết là 9 người thì 10 ý và không thể làm hài lòng hết tất cả mọi người được. Hiện tại thì mình thấy có một số ít lượt không thích các video chia sẻ về quần đảo Trường Sa. Nên nếu các bạn khi xem video mà thấy thông tin hữu ích thì đừng ngần ngại nhấn thích video nha các bạn. Việc này tuy đơn giản nhưng sẽ làm số lượng thích nhiều hơn số lượng không thích. Qua đó những video về quần đảo Trường Sa sẽ được YouTube đề xuất và tiếp cận được nhiều hơn đến những người khác. Cảm ơn các bạn vẫn ủng hộ kênh nha. Quay lại với đảo An Bang. Theo tài liệu lịch sử thì trong thế kỷ 20, hoạt động quản lý đảo An Bang được chính thức hóa qua sự kiện Thống đốc Nam Kỳ ký nghị định số 4702CB sáp nhập Cambodia, tên tiếng Pháp của đảo An Bang, vào địa phận tỉnh Bà Rịa. Trước năm 1975, lực lượng Hải quân Việt Nam Cộng hòa không đồn trú trên đảo này do thời tiết quá khắc nghiệt, nhưng có đặt một bia chủ quyền trên đảo vào ngày 20 tháng 5 năm 1963. Đến đầu năm 1978, tình hình quần đảo Trường Sa diễn biến phức tạp với nhiều hoạt động trinh sát bằng máy bay, tàu thuyền của Philippines, Malaysia, Trung Quốc tại nhiều đảo. Trong đó, quân đội Malaysia có khảo sát tại khu vực Nam Trường Sa. Đến đầu tháng 3 năm 1978, Trung tá Cao Ánh Đăng, chỉ huy Trung đoàn 146, Trung đoàn 83 Công binh Hải quân và phân đội đặc công Đức của Lữ đoàn 126, theo tàu HQ601 ra tập kết tại đảo Trường Sa chuẩn bị cho kế hoạch đổ bộ lên đảo An Bang. Vào lúc 20 giờ ngày 10 tháng 3 năm 1978, lực lượng Hải quân Việt Nam đổ bộ thành công và đóng giữ đảo An Bang. Trong tháng 3 và tháng 11 năm 1978, Hải quân Malaysia đã cho tàu chiến ép sát và đe dọa lực lượng trên đảo nhưng không thành công, sau đó phải rút đi. Đảo An Bang, tên tiếng Anh là Ambonakay, là một cồn cát thuộc cụm An Bang, tên cũ là cụm Thám Hiểm của quần đảo Trường Sa. Đảo nằm cách đảo Trường Sa lớn 75 hải lý, tức là khoảng 140 km về phía đông nam và cách bãi thuyền chài hơn 20 hải lý, khoảng 37 km về phía tây nam. Tọa độ địa lý ghi trên bia chủ quyền của đảo An Bang là 7 độ 52 phút bắc và 112 độ 54 phút 30 giây đông. Hiện Việt Nam đang kiểm soát đảo này như là một phần của thị trấn Trường Sa thuộc huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, đồng thời duy trì ngọn hải đăng tại đây. Đảo An Bang có hình dạng như một cái túi, đáy nằm ở phía đông và miệng thắt lại ở phía tây. Phần phía tây đảo bị bao phủ bởi một lớp phân chim. Đảo An Bang nằm trên thềm san hô ngập nước có diện tích khoảng 2,1 km vuông. Phần nổi của đảo dài khoảng 160 m, rộng tối đa 130 m. Khi thủy triều xuống thấp, độ cao của đảo khoảng 3 m, mép bờ đảo xa thêm khoảng 50 m. Bờ đảo được bao bọc bởi các bảng đá san hô lớn. Bờ tây là một dải cát hẹp, còn bờ nam của đảo là bãi cát thường thay đổi theo mùa. Từ tháng 4 đến tháng 7 hàng năm, được bồi thêm cát thành một bãi cát dài, nhưng từ tháng 8 trở đi, bãi cát này biến mất dần và dịch sang bờ phía đông của đảo. Tổng diện tích của đảo nổi là khoảng 1,58 hecta. Cấu trúc san hô của đảo dựng đứng và đảo thường xuyên có sóng lớn. Do vậy, việc ra vào đảo gặp rất nhiều khó khăn, dù sức gió chỉ mới ở cấp 3 hoặc cấp 4. Có những tàu phải quay về, hoặc chờ khi sóng lặng mới lên được đảo. Đây là nơi mà tàu thuyền có cập bến nhất trong số các thực thể địa lý thuộc quần đảo Trường Sa đang do Việt Nam kiểm soát. Không chỉ người ngoài, lực lượng đồn trú trên đảo cũng bị ảnh hưởng bởi đặc điểm sóng ở khu vực đảo An Bang. Có trường hợp tàu từ đất liền Việt Nam đến đảo vào mùa sóng lặng, nhưng xuồng chở khách vẫn không vào được bờ, nên các chiến sĩ trên đảo phải giao lưu với các đoàn công tác và nghe văn công hát qua hệ thống bộ đàm. Là đảo nhỏ thuộc quần đảo Trường Sa, đảo An Bang mang tính chất khí hậu, thủy văn của quần đảo Trường Sa. Đảo chịu nhiều ảnh hưởng bởi khí hậu, thời tiết hai mùa mưa từ tháng 5 cho đến tháng 10, gió tây nam,
nhiệt độ trung bình là khoảng 32 đến 34 độ C. Còn mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, nhiệt độ trung bình khoảng 29 đến 32 độ C, gió đông bắc thổi mạnh, sóng lớn đưa lượng nước muối mặn lên đảo nhiều, độ ẩm cao. Về môi trường sống thì đảo An Bang không có nguồn nước ngọt tự nhiên, thổ nhưỡng là cát san hô, bề mặt có phủ một lớp mùn mỏng, nghèo chất dinh dưỡng gây khó khăn cho cây cối trên đảo phát triển. Đất được chở từ đất liền ra rồi phân theo đầu người để trồng rau. Các chiến sĩ lót lá bàn vuông dưới đáy chậu, phủ đất lên rồi mới tiến hành trồng rau. Do ảnh hưởng của môi trường khắc nghiệt, họ liên tục di chuyển các chậu rau này để tránh gió biển mang theo hơi nước mặn. Từ tháng 10 đến tháng 4, lính đảo phải di chuyển ra về hướng nam, thời gian còn lại phải di chuyển về hướng bắc. Việt Nam quản lý đảo An Bang như một phần của thị trấn Trường Sa, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Trong đó, thị trấn Trường Sa thuộc huyện Trường Sa được thành lập vào năm 2007 trên cơ sở đảo Trường Sa và các đảo đá bãi phụ cận. Năm 1995, hải đăng đảo An Bang được Việt Nam xây dựng có dạng hình bát giác, có đế là tòa nhà 2 tầng sơn màu vàng, chiều cao pháp đèn là 24,9m, tầm hiệu lực ban ngày là 14 hải lý, còn ban đêm là khoảng 15 hải lý. Trên đảo có hệ thống điện gió và điện mặt trời, một bệnh xá quân y. Một sân đổ trực thăng cũng được xây dựng vào năm 2016. Như đã đề cập ở đầu video, khu vực đảo An Bang này điều kiện rất khắc nghiệt, khó khăn khi ra vào đảo, nên mình nghĩ trước mắt việc xây dựng âu tàu ở đây khó xảy ra. Có thể trước mắt sẽ bồi đắp mở rộng đảo để điều kiện sống, thực hiện nghĩa vụ các chiến sĩ tại đây dễ dàng hơn. Trong tương lai thì chúng ta có thể đầu tư xây dựng mạnh hơn khi các căn cứ xung quanh khu vực này đã vững chắc. Các bạn thân mến, đây là những hình ảnh mà kênh cập nhật được về đảo An Bang của Việt Nam mà lực lượng hải quân nước ta đang đóng quân để bảo vệ chủ quyền. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối video. Hy vọng mọi người sẽ thích và theo dõi kênh. Mình sẽ thu thập thêm thông tin để chia sẻ thêm về các thực thể khác của Việt Nam tại Biển Đông. Hẹn gặp lại các bạn nha.